Chúa ở cùng anh chị em. Ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Lúc đó có mấy người thuộc phái Sadduceo, là những người từ chối, không tin có sự sống lại ở đời sau. Họ đến gần Chúa Giêsu để hỏi thử người rằng: nếu ai có một người anh cưới vợ rồi chết đi mà không có con, thì người em theo luật phải cưới người vợ quá đó cho anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có bảy anh em, người thứ nhất cưới vợ rồi chết, người thứ hai, thứ ba, và tất cả bảy người đều cưới người vợ đó mà tất cả đều chết. Vậy rồi người vợ đó cũng qua đời, đến ngày sống lại thì người đàn bà đó sẽ là vợ ai? Vì tất cả bảy người đều lấy cô ấy làm vợ. Chúa Giêsu trả lời: con cái đời này thì cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau sẽ được sống lại từ cõi chết, thì lúc đó sẽ không cưới vợ lấy chồng nữa. Họ sẽ không thể chết được nữa, vì họ giống như các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại thì Mai Sen đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac và Thiên Chúa Jacob. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết mà là của người sống, vì mọi người đều sống cho Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong chương trình của TV bên Việt Nam là VTV3, vài năm trước có tường thuật một trường hợp lạ lùng, là có một người phụ nữ miền Bắc bị nhồi máu cơ tim. Chị tắt thở và bác sĩ đã tuyên bố chị đã chết. Rồi người ta chuẩn bị di chuyển xác chị vào nhà xác, thì mấy giờ sau chị tỉnh lại. Các bác sĩ ngạc nhiên, tất cả y tá đều đến khám lại, thì mạch của chị chạy lại, nó tuy yếu nhưng cũng sống được, hơi thở bình thường, áp huyết hơi thấp. Cái câu hỏi mà các bác sĩ đều hỏi, mặc dù hầu hết các bác sĩ đều vô thần: chị nhìn thấy gì khi chị nhắm mắt như chết rồi vậy? Cô ấy trả lời không do dự: tôi thấy mình bay bổng lên, và từ trên cao tôi nhìn xuống, tôi thấy các bác sĩ và y tá đang chăm sóc cho tôi, và tất cả đều lắc đầu là vì cái tim động đồ của tôi nó đi đường thẳng. Ai cũng cho rằng tôi chết. Tôi nhìn thấy thân xác tôi nằm bất động, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tôi rõ lắm, từ trên cao nhìn xuống. Tôi thấy chung quanh có những dụng cụ thuốc men của y tế, dây rợ chằng chịt. Rồi tôi nhìn ra ngoài, tôi được cuốn hút ra khỏi phòng. Tôi nhìn thấy bên ngoài có một chiếc giày loại chơi thể thao, quần vợt, tennis, rất là cũ, màu xanh da trời nhạt. Đế giày bị mòn ở mép bên trong bàn chân. Dây giày màu trắng, đầu một sợi dây thòng xuống dưới đáy giày, ai máng nó trên hàng rào. Nghe lời tả rất chi tiết của chị, các bác sĩ băn khoăn lắm, làm sao bay ra được. Căn phòng để giải phẫu là căn phòng bịt kín, bên trên không có lối thoát. Nhưng mà rồi họ cũng đi tìm xem có đúng không. Quả nhiên họ đi vòng ra bên ngoài, khu vực bên ngoài phòng mổ, họ thấy trên bức tường rào có chiếc giày tennis màu xanh bị mòn ở mép bên trong,
và một sợi dây dài màu trắng, một đầu thòng xuống đế dài. Ai treo nó, máng nó trên đó từ bao giờ? Các bác sĩ quan sát rất kỹ, họ chụp hình và họ nói với nhau, đúng rồi, cô ta mô tả chiếc giày này, mặc dầu cô ta chưa hề ra khỏi phòng, cái xác vẫn nằm đó, và khi tỉnh lại thì cái xác vẫn ở đó. Vậy sao cô ta thấy được chuyện ngoài? Thưa quý ông bà anh chị em, theo sưu tầm thì đó là một trong hơn 1.300 trường hợp của những người chết lâm sàng rồi trở về lại của tất cả thế giới. Ai có những chuyện đó về y khoa thì họ gom lại hết và họ tổng kết, còn biết bao nhiêu trường hợp không kể lại cho chúng ta biết. Ví dụ ngày xưa, sau 10 năm khi đi khai quật quan tài đến để hốt cốt, thì bộ cốt nằm co, trong khi người nhà liệm thì nằm thẳng. Chèn mấy bao trà trong đó, vậy mà họ vẫn co lại được để đổi cái nắp quan tài lên, nhưng bất lực vì nó chặt quá, đành phải chết lần thứ hai. Rồi cũng có những người xé rách hết các bao trà, xé rách tất cả những vải liệm, móng tay cào, xúc móng tay luôn. Bởi vì khi hốt cốt, móng tay nằm rời ở chỗ khác, mà cái vách của quan tài nó xước đi. Như vậy có rất nhiều trường hợp sống lại. Chính vì vậy mà bây giờ tất cả các chính quyền đều khuyên nên để trên 24 tiếng mới liệm. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy, có một cuộc sống nào đó mà chúng ta không ai nếm qua bao giờ, mà người nếm thiệt thì đi luôn, đâu có về kể lại. Kinh nghiệm này rất phù hợp với niềm tin dân gian bên quê hương chúng ta, gọi là thác là thể phách, còn là tinh anh, tức là cái phần gọi là thể xác nó chỉ chết thôi, còn cái gì tinh anh siêu việt nó vẫn sống. Và chính vì tin người chết không chết, người chết vẫn sống, cho nên mới có cúng quẩy, mới có mừng lễ dỗ. Niềm tin đó phù hợp với những gì Chúa Giêsu nói hôm nay: ta là Thiên Chúa của kẻ sống. Cho nên Chúa Giêsu nhắc rất nhiều lần về những dụ ngôn giống vậy. Quý vị nhớ mấy tháng trước có câu chuyện người phú hộ và ông Lazaro, cũng chính Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết. Như vậy chúng ta học được bài học gì? Bài học chắc chắn là có đời sau. Tôn giáo nào cũng tin như vậy, nhưng riêng người Công giáo La Mã chúng ta thì tin xác sẽ sống lại. Chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính mà chúng ta sắp đọc. Không có tôn giáo nào nói xác sẽ sống lại trừ ra tôn giáo của chúng ta. Và chính Chúa Giêsu cũng nói sẽ được sống lại. Nói về chúng ta, riêng Ngài, Ngài đã sống lại. Thưa, cuộc đời chúng ta là vậy. Một đứa bé thật dễ thương, bụ bẩm hôm nay, chẳng có gì giống với cái bào thai ngọ nguậy trong bụng mẹ ngày hôm qua. Nhưng cả hai cũng chỉ là một. Rồi một bà cụ 90 tuổi hôm nay, chẳng có gì giống với một cô thiếu nữ mà cách đây 70 năm xinh đẹp, duyên dáng. Không giống nhau, nhưng cả hai cũng là một. Con bướm thật xinh đẹp bay lượn trên các cành hoa, mới hôm nào là một con sâu thật xấu xí ghê tởm, người ta trông thấy chỉ muốn giết nó đi. Cả hai chỉ là một. Cho nên khi nhắm mắt xuôi tai, chúng ta đi sang một thế giới khác. Ra sao không ai biết, nhưng chắc chắn không ăn uống, không dựng vợ gả chồng. Nhưng ta vẫn là ta,
có khác biệt, nhưng vẫn có liên tục. Đó là điều rất quan trọng. Cho nên, xin hãy tin tưởng vào cái thế giới mà Chúa Giêsu đã giải thích cho chúng ta. Đây là lần gần cuối đời của Chúa Giêsu. My dear friends, is it true that no marriage in heaven? No joy? No happiness? Well, what will heaven be like? Will we recognize each other in heaven? Or be so caught up in worship of God that nothing else will matter? All days worshiping, pray and pray. We don't know. Is there really a great throne of God? And God sitting on the throne? Or is that just symbolic imagery? How long is forever? How long? How many years? How many centuries? Anyway, these are all good questions, even if we will never be able to answer them fully. After all, heaven is a mystery. But for me, heaven is a situation that continues what we have built up in this life. Let us ask some theologian about heaven. In his book, Practicing the Presence of God, the title, Brother Lawrence, very famous brother, wrote that we absolutely should feed and nourish our souls with high notions of God. Nourish our souls. And St. Paul told the Philippians, to fix their minds on whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, and whatever is gracious. In a sense, anything that is excellent and worthy of praise. Both these men recognize the importance of dwelling of God's greatness, both because of the awe of God that is planted in us and because of the way such meditation can lead us to a deeper love for God, especially for Jesus. Do you believe that your life can be changed just by contemplating the mystery of heaven? I mean, the mystery of death as well. If nothing else, it will move us to humility as we see God's greatness and our smallness. Just think about Job, who after having seen the Lord, he cried out, "I dissolve what I have said and repent in dust and in ashes." My dear friends, at Mass today, lift up your heart to heaven and sometime on your bed before going to sleep, on your bed, please think, maybe tonight is the last night. Thưa quý ông bà, hiện nay bên Hàn Quốc có một phong trào khá lạ lùng, đó là hầu hết các giới trẻ họ đi đến một cái nơi đó giống như một cái hội trường đầy những quan tài, rồi họ chọn một cái vừa kích thước, rồi tất cả vào nằm trong đó, rồi nhân viên sẽ đóng nắp lại trong vòng 20 phút hay nửa tiếng tùy người. Người nào chịu không được thì gõ. Nằm trong đó và tưởng tượng người ta đem mình đi chôn. Theo cái video clip, tôi không ngờ là rất nhiều người thí nghiệm cái trò chơi đó. Và sau khi bước ra, có người buồn,
Người ta hỏi tại sao buồn? Là vì tôi đã không kịp để nói những lời yêu thương mà tôi cần nói. Giả như tôi chết, tôi không kịp nói. Đa số người vui là vì thấy mình đã sống đúng. Sống đúng những gì mình suy nghĩ, không sai lương tâm mình. Ở trong các dòng tu, ngày nay chắc hết, dưới giường là cái lỗ huyệt. Mỗi tối các thầy dòng trước khi ngủ xuống đó nằm và nói lại: Chúa, có thể đêm nay con nằm ở dưới đây luôn. Rồi nhiều ông ngủ quên trong đó luôn. Cũng tốt. Xin Chúa cho chúng ta nhớ rằng chúng ta có một cuộc đời khác với cuộc đời này, tốt đẹp hơn. Không phải hứa hảo huyền đâu, vì chính miệng Chúa Giê-xu nói. Để chúng ta đừng quá bám víu vào cõi đời này, để rồi có một cái nhìn rất hẹp hòi, rất ti tiện, rất hèn nhát, thù hằn người khác, thù dai, không tha. Xin Chúa cho chúng ta hiểu để sống hạnh phúc ngay từ bây giờ. Và cái cuộc sống hạnh phúc bây giờ nó sẽ liên tiếp nó nói sang cuộc sống đời sau.